Dạ, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bãi các bạn ơi. Hôm nay có hai con xe rất là đẹp các bạn. Đây, hai con xe rất đẹp và size của nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Phù hợp cho người Việt Nam ha. Đó, Bianchi các bạn. Jet nè. Hai cái size xe rất là đẹp luôn. Đó, các bạn đợi em quay chi tiết em sẽ báo cái size và cái chiều cao phù hợp cho các bạn ha. Và cái giá nữa các bạn ơi. Giá hôm nay thì em để rất là tốt. Đó. Hôm nay hai con xe này về giá rất là tốt nha các bạn. Rồi trước khi vào nội dung chính, xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe ha. Đây là mã Bianchi Roma 4 các bạn, màu trắng ngọc trai, rất là đẹp. Em đo size chứ các bạn ơi. Đấy, size tính tới cọc yên chỉ 46 thôi. Đó, tính tới dài sườn ngang là 43 thôi ha. Ngang là ngang 51 các bạn ơi, ngang 51 nè. Đó, cái size rất là đẹp luôn, các bạn từ 1m58 tới 1m68 là chạy được rồi. Đó, đây, bầu tay zin theo xe nè các bạn ơi. Bộ tay bấm xả Shimano Tuner TX nè, phản quang trước để đầy đủ cho bạn luôn. Đây, tay bấm xả nè. Thì các bạn cũng đã biết thì bộ Tuner TX này bấm rất là ngon các bạn. Dàn đầu ghi đông của tăng rất là đẹp. Cái bộ này bấm cực kỳ là nhẹ luôn các bạn ha. Đó, các bạn có sử dụng qua thì các bạn cũng đã biết. Đây là Bianchi Roma 4 tem vàng ha. Tem vàng các bạn ơi, vào con Bianchi đời cao các bạn. Bianchi con Roma 4 này đời cao các bạn. Cái khung sườn nó làm rất là đẹp. Đây, nó vát cộng lên nè các bạn ha. Khung sườn làm rất là đẹp luôn, khung càng nhôm các bạn, khung càng nhôm ha, ngàm thắng là ngàm Shimano nè, đó, ngàm Shimano ha các bạn, đó. Niền này là niền nhôm hai lớp theo xe các bạn ha, vỏ 728C, vỏ này vỏ chen xin các bạn, vỏ này vỏ chen xin ha, đây, vỏ chen xin, xe rất là đẹp luôn các bạn ha, đó, xe rất là mới luôn các bạn, rất là đẹp. Đây, Bianchi các bạn ha. Cái dòng Roma 4 này nó rất là đẹp các bạn. Đây, tem an ninh nội địa Nhật nè. Đây, Roma 4 ha. Đó, nước sơn là zin 100% luôn. Đây là cái yên theo xe, yên Velo các bạn ha. Đó, cọc yên nè. Đây cái tem đăng kiểm. Đó, rất là đẹp nha các bạn ha. Đây, tem Asahi ha các bạn. Đó, các bạn nhìn sát vô cái xe nè. Xe rất đẹp các bạn ơi, nước sơn zin mà nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Giò dĩa Shimano Tuner TX nè. Đây giò dĩa rất là nhẹ các bạn ha, sang dĩa Shimano Tuner TX. Cái sơn này sơn zin theo xe luôn các bạn ha. Cái clip này clip zin theo xe luôn, clip Shimano các bạn ha. Đó, cái này là trước khi giao cho bạn xịt dưỡng sơn lên các bạn. Sơn clip là trắng tinh luôn. Cái sàn clip Shimano Tuner TX nè. Đó. Chung cung sườn của em này thì quá đỉnh rồi các bạn ơi. Logo nè, logo Bianchi nè. Khung sườn của nó quá đẹp nè. Niền sau zin theo xe luôn, niền nhôm hai lớp à. Đó. Ngàm thắng nè cũng là ngàm Shimano luôn các bạn ha. Chung con xe này rất là đẹp các bạn. Chung con xe này cực kỳ đẹp nha. Bianchi Roma 4. Đây các bạn ha. Các bạn tưởng 1m58 trở lên là chạy được rồi. Roma 4 màu trắng ngọc trai tem xanh rất là đẹp. Đây, quay qua bên đây cho bạn xem. Đó, đây. Đó, sơn zin theo xe rất là đẹp nha các bạn ha. Nhìn tổng quan con xe rất là mới luôn các bạn ơi. Bianchi Roma 4 này. Nó mới được khỏi nói tới luôn các bạn ha. Đây, rất là đẹp. Đó. Cái khung gầm nè. Đầy đủ mã số, thông số cho các bạn hết luôn. Rồi dĩa Shimano này ha. Chân trống là chân trống nhôm zin theo xe luôn. Đó. Rất đẹp các bạn ha. Đó. Bạn coi nước sơn này, em đã vệ sinh rất là sạch đẹp luôn các bạn. Đó, vệ sinh rất là kỹ và sạch đẹp luôn các bạn ha. Rất là mới luôn. Đó. Cho nên các bạn lấy con này về đi. Khỏi phải suy nghĩ, về mà chạy thôi các bạn ha. Đó. Cái này các bạn về chứ bị chạy thôi. Khỏi suy nghĩ luôn các bạn ha. Xe rất là đẹp, Bianchi Roma 4. Đó. Đây, tổng quan đây các bạn ơi. Bạn thấy đẹp quá ghê không các bạn? Thì con này giá cũng tốt thôi các bạn ơi. Con này để cho bạn 10.500.000. Giá cũng tốt thôi nha các bạn ha. Giá rất là tốt. Đối với một con xe nó cực kỳ đẹp như vậy nha các bạn. Thì em sẽ tặng kèm cho các bạn là gọng bình nước và cái cặp chắn bùn nha các bạn ha. 10.500.000. Và giá này là em bao ship luôn các bạn. Giá này giá em bao ship luôn ha. Xe rất đẹp các bạn. Trắng ngọc trai. Rồi các bạn quan tâm thì alo cho em Hiếu ha. 0975 158 377. Đó luôn mà. Cũng là số Zalo luôn.
Tiếp theo là em có một con Jet FX 7.4 các bạn, màu đen tem xanh. Đó, đây là khung nhôm càng carbon các bạn. Hôm bữa em có một con nữa, cái size cao hơn. À, tính tới cọc yên cho 45 thôi, tính tới sườn ngang là 41 thôi các bạn ơi. 41 42 thôi. Ngang là ngang 52.5, size rất là đẹp. Cái size này các bạn cũng phải từ chỉ từ 1m58 trở lên là chạy được rồi ha. Đó, Jet FX 7.4 các bạn. Đây bộ tay bấm xả nè, Shimano Acera đi 9 clip các bạn ha. Thì dàn đầu luôn luôn là Bon Jager các bạn. Đây cái sang dĩa nè, ba dĩa này ha. À, càng thắng là càng thắng Shimano. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Bô tăng là bô tăng Bon Jager luôn các bạn. Đó, các bạn từ 1m58 trở lên là chạy được con này rồi. Con này là màu đen nhám, màu đen nhám. Càng của em nó là càng carbon. Đây càng carbon ha. Đó, ngàm thắng nè, rất là mới luôn. Vỏ là vỏ zin theo xe luôn. Đây, vỏ zin theo xe luôn nha. Niền là niền Bon Jager các bạn. Đó, niền Bon Jager nè. Đó, thấy không? Tâm inox sơn tĩnh điện ha. Đó, chết rất là đẹp luôn các bạn. Màu đen ha, màu đen nhám nè. Đó, rất là mới nha các bạn ha. 7.4 FX ha. Dòng FX series rất là đẹp các bạn. Yên là yên sport zin theo xe nè. Yên cọc yên zin theo xe, yên sport là em thay nha các bạn ha. Thấy yên mới cho các bạn ha. Đó, yên cũ thì rách rồi các bạn ơi. Cọc yên là cọc yên Bon Jager zin theo xe đây. Chết rất là đẹp luôn. Đó, thấy không? Gọng nước là tấp bia zin theo xe luôn nè. Đó. Đây. Nó màu đen mà nhìn cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Bình thường màu đen chạy xước nhìn rất là dễ thấy nhưng mà con này rất là đẹp các bạn. Giờ dĩa là Shimano. Đó, ba dĩa nè, sang dĩa Shimano Acera ha. Sơn là zin theo xe luôn nè. Cái sàn clip là Shimano Antus này cái đời mới lắm các bạn ơi. Cái này đời cực kỳ cao luôn nha. Cái Antus đời mới nè, cái tay dài nè các bạn ha. Đó các bạn nhìn cái Antus đời mới nhìn đẹp ghê các bạn. Đó, nhìn nó như cái con đó, nhìn cái cùi giống như cái cùi đệ rê mà đời mới các bạn ơi. Rất là to luôn các bạn ơi. Đây em này đi 9 clip nè các bạn ha. Clip thì cực kỳ nhẹ luôn, 9 clip Shimano. Cái niền sau cũng là sử dụng niền của Bon Jager luôn nha các bạn. Sử dụng niền Bon Jager luôn. Đó, vỏ trao răng này các bạn, 732C, bỏ trước cũng 732C luôn. Đó, niền bánh rất là đẹp. Đây Jet FX 7.4 các bạn. Đó, con này để giá rẻ cho các bạn luôn ha. Đây khung càng nè, khung nhôm càng carbon nữa, rất là mới luôn, rất đẹp các bạn. Đó, càng carbon ha, rất là đẹp luôn. Jet FX 7.4. Thì cái dòng Jet này em bán rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đó, các bạn coi thấy khung sườn rất là đẹp nha. Tem xe đen mà cái tem là tem chữ xanh rất là đẹp các bạn. Đó, tem an ninh nội Nhật đây đầy đủ rồi các bạn ơi. Dầu dĩa Shimano nè. Chân trống rồi cũng là zin theo xe. Chân trống zin theo xe luôn nha. Thì tổng quan thì con xe nó cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Đó. Rất là mới các bạn ha. Rất là mới luôn. Ngóc ngách nè, mọi ngóc ngách được rất là mới luôn các bạn ha. Đó, thì con này các bạn từ 1m58 trở lên là chạy được rồi. 1m58 trở lên là chạy ok luôn nha các bạn. Đây tổng quan con Jet đây các bạn ơi. Đây các bạn thấy sao các bạn, rất là đẹp nha. Jet FX 7.4, màu đen, tem xanh các bạn. Đó. Khung nhôm càng carbon ha. Đi bộ chuyển động 3 dĩa, 9 clip các bạn ơi. Đó. Con này chạy rất là ngon các bạn. Con Jet này em để cho bạn 8.200.000 các bạn ha. 8.200.000, giá này em bao ship các bạn. 8.200.000 ha. Rồi em sẽ tặng cho bạn thêm một bình nước nữa. Và cặp chắn quần các bạn ha. Gọng nước thì có gọng zin theo xe rồi. 8.200.000 các bạn. Rồi em hôm nay em có hai chiếc để em quen dòng chiếc Binchi này nữa cho bạn xem. Con Binchi màu trắng này rất là đẹp các bạn. Đây Roma 4 các bạn ơi. Rồi em đi vòng nữa cho bạn xem con Binchi này, đẹp lắm các bạn. Đó. Rất là mới luôn các bạn ha. Rồi cái này các bạn về chạy thôi khỏi suy nghĩ các bạn ha. Từ 1m58 cho lên là chạy được rồi. Cái size nó rất là đẹp. Chống là zin theo xe hết luôn. Đó. Thông số đầy đầy đủ luôn. Ở dưới khung gầm thì quá là mới luôn các bạn ơi. Khung gầm cực kỳ đẹp luôn nha. Các bạn thấy không? Khung gầm cực kỳ đẹp nha. Binchi các bạn. Binchi thì trên kênh của em bán rất là nhiều Binchi các bạn.
Biên chi thì em bán cực kỳ nhiều luôn, hầu như vậy em lên con nào thì các cô chú anh chị các bạn cũng ủng hộ hết đó. Biên chi là các bạn nhìn rõ nè, rất là chất các bạn ha, rất là đẹp luôn. Cái giá này thì em bán cho các bạn chưa bằng nửa giá mới các bạn mua Nhật nữa. Nhìn con sẽ đẹp cỡ này các bạn ơi, đó, nhiều khi các bạn mua mới cũng rất là khó, order về rất là khó nha. Đó, con này con xe bãi nè, biên chi Roma 4 nè, giá rất tốt luôn. Rồi em đi vòng cũng chết nữa các bạn. Con biên chi này 10.500.000 ha, bao ship. Rồi xin nhắc lại là con chét này cũng là 8.200.000 bao ship luôn nha các bạn. Đó, đi một vòng cho bạn xem. Xe rất là đẹp, màu đen tem xanh ha. Đây, xe cực kỳ đẹp các bạn ha. Đó, chỉ có 8.200.000 thôi, em bao ship nữa các bạn. Có mấy triệu thôi, các bạn tiết kiệm rất là nhiều tiền. Đó, mà chạy cũng rất là ngon các bạn, những con xe Nhật mà chạy ngon lắm các bạn ơi, chạy rất là lướt, rất là mướt ha. Đó. Đây, hôm nay em có hai chiếc này các bạn ơi. Rồi các bạn quan tâm xe nào thì alo cho em Hiếu ha, theo số điện thoại 0975158377 các bạn. Clip đã dài các bạn ơi, chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe ha bạn. Hẹn các bạn những video clip sau các bạn ơi, bye bye.